Tới rửa tiền thì chắc chắn ai cũng biết là gì rồi, có đúng không? Vậy mọi người đã từng nghe giặt tiền chưa? Một người đàn ông Hàn Quốc đã cho 23 triệu won, khoảng 450 triệu đồng vào máy giặt để diệt khuẩn. Seo Jae-won, nhân viên thụ lý vụ việc này cho biết, ngân hàng Hàn Quốc chỉ có thể đổi trả chưa đến một nửa, số còn lại thì chịu vì đã bị máy giặt vò nát. Ngoài ra, cô Jae-won khẳng định không thể xác minh chính xác anh chàng giả dột nói trên đã cho tất cả bao nhiêu tờ tiền vào máy giặt. Được biết, ngân hàng Hàn Quốc sẽ đổi trả tiền mặt dựa trên mức độ thiệt hại của tờ tiền, rách nát quá 1/2 thì coi như bỏ. Theo đại diện ngân hàng, hầu hết trong khoảng 23 triệu won là tiền phúng điếu của gia đình. Ngân hàng Hàn Quốc không đưa ra thêm bất cứ thông tin gì để đảm bảo danh tính của người đổi trả tiền. Đáng buồn là hầu hết số tiền rách nát sau khi giặt không được ngân hàng Hàn Quốc đồng ý đổi trả. Đây cũng là một bài học cho anh chàng không nên dại dột đem tiền đi giặt như vậy. Mặc dù rửa tiền là thuật ngữ có thật, tuy nhiên giặt tiền thì không nên.